Xin chào mọi người, trên tay mình đây đang là một chiếc điện thoại mới. Đó là chiếc iPhone 12 phiên bản VNA. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có thể đặt mua iPhone 12 VNA với giá rất là tốt. Năm nay thì Apple đã không còn làm giá như mọi năm trước. Và có lẽ như là hàng xách tay cũng không có dồi dào nữa rồi. Ok, mình bắt đầu mở hộp. Thật ra thì sản phẩm này là chủ nhân đã mở rồi, mình chỉ mở lại thôi. Ok. Năm nay là một năm mới và Apple đã không còn cung cấp củ sạc nữa và chúng ta chỉ có một sợi cáp USB-C ra Lightning như vậy. Đồng thời là nếu mà chúng ta có sạc Type-C chúng ta có thể xài tiếp được, hoặc là nếu không có thì phải mua. Điểm đặc biệt là Apple đã nâng cấp lên tốc độ sạc từ 18W của những đời iPhone trước lên đến 20W, lên đến tận 20W luôn thưa các bạn, rất là kinh khủng, nhưng mà chúng ta phải mua thôi. Đây là chiếc iPhone của chúng ta. iPhone 12 thì nó có khác biệt so với những đời iPhone trước là cái cạnh này, cái khung viền nó rất là vuông vức, rất là giống những đời iPhone 5, 5S. Và camera phía sau của 11 và 12 và 12 mini, xin lỗi, thì nó cũng chỉ có 2 cam thôi, chứ không được 3 cam như là 12 Pro và 12 Pro Max. Nhưng chúng ta sẽ có một màn hình OLED được nâng cấp độ phân giải lên đến Full HD cộng hay gì đó mình quên mất rồi. Nó tốt hơn XR và 11 chút xíu. XR 11 thì chỉ ở mức là chưa tới HD thôi. Đây. Đây là của chúng ta. Rất là mượt. Và thực sự thì mình thấy là so với iPhone XR thì cũng không có sự khác biệt lắm. Đây mình cũng có một chiếc XR cho các bạn xem. Kích thước cũng khá là tương đương. Đây. Nhưng mà do dùng màn hình OLED nên chúng ta sẽ có cái viền mỏng hơn. Đồng thời là mặt lưng phía sau của 12 thì nó cũng bằng kính nhưng mà nó khá là vuông vức. Trong khi của XR và 11 nó rất là, nó có bo cạnh ở đây, rất là tốt cho tay. Khi chúng ta cầm nắm như vậy thì rất là thoải mái. Đồng thời khung viền của XR và 11 thì nó cũng được bo cạnh rất là nói chung là cảm giác cầm nắm sẽ rất tốt. Ok, bài trên tay của mình thì chỉ đơn giản thế thôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại trong những bài review chi tiết sau.